Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Sa Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Sa Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, có nhiều người cho rằng trong một năm chỉ cần bước qua tháng 7 âm lịch thì mọi thứ dần trở nên tốt đẹp hơn. Trong cuộc sống, ai cũng mong muốn mình gặp được may mắn. Nếu như không được giàu có như mọi người thì ít nhất cũng được tận hưởng cuộc sống bình yên, không sầu muộn. Tử vi học có nói trời sinh mỗi người một số mệnh, không phải ai sinh ra cũng đều gặp được may mắn. Có những người vận may chưa đến thì kiếm tiền khó, còn khi may mắn ùa về thì trở tay không kịp. Những trường hợp chỉ sau một đêm đột nhiên bất ngờ phát lên không phải là hiếm. Ai cũng có khả năng trở thành đại gia. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong thủy Sa Cát xin chia sẻ ngay cho các bạn một số con giáp may mắn được lộc trời ban trong cuối năm 2020. Cũng xin chúc mừng các con giáp này phát tài trong những tháng cuối năm. Hãy chuẩn bị mang túi ba gang, mua ngay két sắt mà đựng tiền. Trước khi nghe kênh Phong thủy Sa Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm được nhiều thông tin hữu ích. Đầu tiên là tuổi Tý. Nhanh trí, lành lợi như tuổi Tý là người khá quảng giao, chuyên đối nhân xử thế như cá gặp nước. May mắn cũng sẽ đến với bạn khi biết lợi dụng thế mạnh này của mình. Xem tử vi những tháng cuối năm 2020, con giáp này có thần tài kề cận ở bên nên cơ hội để phát tài cũng lớn hơn trước đó. Công việc của tuổi Tý tiến triển tốt nhờ nhân duyên vượng, bản mệnh có quý nhân luôn ở bên trợ giúp. Hễ có khó khăn là được chỉ đường, dẫn lối, không sợ thất bại. Bạn bè cũng chính là quý nhân mang đến cho tuổi Tý nhiều cơ hội làm ăn, kinh doanh. Hãy tận dụng những luồng thông tin sẵn có sẽ giúp ích rất nhiều cho việc đầu tư, mở rộng kinh doanh của con giáp này. Vận may tài lộc của những chú chuột trong thời điểm này lớn đến không ngờ. Có khi chính bạn cũng không thể tin được có ngày mình lại sở hữu nhiều tiền đến thế. Tất nhiên, không phải nhờ vào vận may mà bản mệnh thu tiền về tay. Bản thân con giáp này cũng có tài năng của riêng mình. Không bột sao gột nên hồ. Nếu bản thân kém cỏi thì có khi cơ hội kiếm tiền trao tận tay cũng không biết nắm bắt. Nửa cuối năm này, bản mệnh sẽ thấy con đường tài lộc rộng mở trước mắt. Bạn sẽ khá vất vả khi phải đi nhặt tiền lẻ. Đúng kiểu, năng nhặt, chặt bị. Xong đừng có lười, kiếm tiền là được. Có những lúc bạn sẽ thực sự thấy rằng có cơ hội để thu tiền về đã là một sự may mắn rồi. Bao nhiêu công sức bỏ ra cũng không phải là vấn đề. Tài lộc tích tụ kiến tha lâu ngày còn đầy tổ. Khi mà vận may lên đến đỉnh điểm thì con giáp này có khi đụng vô đâu ra tiền ở đó. Cuộc sống phú quý sung túc đang chờ đợi bạn ở phía trước. Hãy chăm chỉ làm việc. Tuổi Thìn. Mọi người thường hay lầm tưởng tuổi Thìn là con cưng của ông trời nên đi đâu làm gì cũng được ưu ái, may mắn hơn hẳn những người khác. Thực sự thì đúng là bản mệnh cũng có những lúc may mắn, nhưng không thể chỉ dựa vào may mắn mà sống qua ngày. Tử vi cho thấy bản mệnh vẫn cần phải nỗ lực để có được những gì mà mình mong muốn. Đặc biệt, những người cầm tinh con rồng sinh năm 1976, sinh năm 2000 sẽ có cơ hội trở thành con giáp phát tài trong những tháng cuối năm 2020 khi biết nắm bắt thời cơ quý giá đến với mình. Bản mệnh cần phải thi triển hết tài nghệ của mình, phô diễn hết năng lực làm việc của bản thân. Có thế thì mới giành được sự tín nhiệm của cấp trên, có thêm được nhiều cơ hội để đạt được mục tiêu tài lộc mà mình mong muốn. Đừng để những khó khăn, trở ngại bước đầu làm mình thoái chí mà lùi bước. Vạn sự khởi đầu nan, thoát khỏi nghịch cảnh cũng là lúc bạn chiến thắng được vận mệnh và tìm được cơ hội để chuyển vận phát tài. Đối với một số bạn thuộc con giáp này, vận trình công danh sự nghiệp cuối năm cũng sẽ có dấu hiệu khởi sắc. Bản mệnh phát huy được năng lực tiềm ẩn của mình, cơ hội để thăng tiến không hề ít, thậm chí có thể ngồi vào vị trí cao mà từ trước tới giờ bạn chưa từng nghĩ tới.
có đôi lời góp ý với tuổi Thìn là ở thời điểm đó, đừng chỉ để tầm mắt mình ở ngay phía trước. Đừng ham cái lợi trước mắt mà cần phải nhìn xa trông rộng, có những kế hoạch dài hơi. Công sức và thời gian bạn đầu tư cho công việc để gây dựng kế hoạch phát triển sự nghiệp chắc chắn sẽ được đền đáp xứng đáng. Chẳng có con đường thành công nào trải toàn hoa hồng. Trải qua khó khăn, phấn đấu hết mình, tiền tài sẽ về với tuổi Thìn. Khi đó, e là bạn tiêu tiền không cần phải đếm. Tuổi Dậu. Xem xét về đường tài lộc năm 2020 của tuổi Dậu thì thực sự là không có quá nhiều may mắn. Nhưng mọi chuyện sẽ dần tốt lên vào những tháng cuối năm Canh Tý. Con giáp này vốn tốt bụng, luôn hết lòng vì bạn bè, người thân, cũng là mẫu người nhiệt tình, giúp đỡ người khác, chẳng ngại khó khăn vất vả. Trong lời nói có thể dễ gây mất lòng vì không biết cách lựa lời dễ nghe. Song thực sự, bản mệnh chẳng có ác tâm. Thế nên ai ở bên tuổi Dậu lâu ngày cũng đều hiểu tính cách mà quý mến. Những tháng cuối năm nay, quý nhân vận sẽ dần vượng lên. Quý nhân của người cầm tinh con gà không phải ai xa lạ mà chính là bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí là cấp trên của bạn. Với sức hút của cá nhân mình, nhân duyên của tuổi Dậu sẽ ngày càng tốt hơn và giúp ích nhiều cho con giáp này trong cuộc sống cũng như trong công việc. Nói không hoa khi mà vận may tài lộc thời gian tới của bản mệnh cũng bắt nguồn từ chính những mối nhân duyên này. Bởi lẽ, bản mệnh sẽ gặp được quý nhân tình nguyện giúp đỡ, chỉ dẫn cho từng đường đi nước bước. Thậm chí, mách bảo cho bản mệnh biết cách để đón đầu thời cơ, nắm bắt cơ hội. Với sự thông minh sẵn có, những chú gà hoàn toàn có thể làm chủ được tình hình, chủ động sáng tạo, chứ không cần mãi dựa dẫm, ỷ lại vào bất cứ ai. Sự tiến bộ có thể nhìn thấy qua từng ngày, từng tháng. Vận đã tới thì có muốn nghèo cũng khó. Cái nghèo chỉ dành cho những ai lười biếng, chứ vận may sắp tới thì chỉ cần con giáp này chăm chỉ làm ăn là không lo thiếu tiền tiêu, thật khiến cho người ta ngưỡng mộ. Tuổi Sửu. Sự cố chấp, ngang ngạnh, xen lẫn với tính thật thà trung hậu của tuổi Sửu có lẽ ai ai cũng biết. Là người tốt bụng nhưng trong nhiều chuyện, bản mệnh cứ một mình một ý nên thường rơi vào thế bị động, không được lòng người xung quanh. Con đường phía trước cũng vì thế mà không ít lần gập ghềnh trắc trở. Song là con giáp chăm chỉ, cần cù, bản mệnh không bao giờ chịu khuất phục trước khó khăn, cũng không chịu thất bại mà lùi bước. Tinh thần kiên cường bất khuất cuối cùng cũng mang lại những tia hy vọng mới cho những chú trâu vào cuối năm Canh Tý này. Tử vi năm 2020 cho thấy, càng về cuối năm thì con giáp này càng có nhiều cơ hội để cải thiện thu nhập của mình. Vận trình càng ngày càng hanh thông thuận lợi, chuyện kiếm tiền cũng trở nên dễ dàng, không còn phải vật lộn với cuộc sống. Người tuổi Sửu đúng thật là khổ tận cam lai, những tháng ngày tươi đẹp đang chờ đón bạn ở phía trước. Cả công danh và tài lộc cùng song hành, bản mệnh sẽ nhận được những gì xứng đáng với công sức mà mình bỏ ra. Song người tuổi Sửu cũng cần nhắc nhở bản thân hay cởi mở và cầu tiến hơn. Cố gắng lắng nghe lời góp ý từ mọi người, không phải mọi lời góp ý đều có lý và phù hợp với bản thân, nhưng cần biết chắc là thông tin cần thiết để có lợi cho mình. Tuổi Thân. Khoảng thời gian vừa qua, người tuổi Thân không gặp may mắn trên con đường tài lộc, mọi thứ đều chưa đi vào giai đoạn ổn định, gặp rất nhiều trắc trở trong mọi lĩnh vực cuộc sống. Bản mệnh thường làm ăn thất bại, hoặc dù có kiếm được một khoản lời lãi thì cũng không thể giữ được lâu. Hơn thế, bạn còn vốn là con giáp hiền lành, dễ bị tiểu nhân hãm hại. May mắn trong những tháng cuối năm 2020, vận thế của họ đã có sự thay đổi đáng kể, khiến họ gặp được nhiều điều như ý muốn hơn hẳn mọi người. Con giáp này không phải chịu ảnh hưởng quá nhiều của thái tuế, nhờ vậy mà tiền bạc cũng vào túi đều đều và ổn định hơn. Hơn thế, nhờ sự may mắn của mình, họ còn có thể tìm được những mối làm ăn có lợi, những khách hàng và những đối tác đáng tin cậy, có thể hợp tác lâu dài và cùng nhau phát triển. Số tiền tích lũy được chắc hẳn sẽ đủ để cho bản mệnh thoải mái chi tiêu. Tuổi Dần. Nhờ những cố gắng không mệt mỏi trong khoảng thời gian trước đó mà bắt đầu từ giờ đến cuối năm, những người tuổi Dần có thể tự tin tận hưởng thành quả lao động của mình. Sự nghiệp của những người tuổi Dần có những bước chuyển biến đáng kể. Thậm chí có những người được chạm tay vào cơ hội thăng chức, tăng lương.
Từ đây, họ nhận được sự ngưỡng mộ và kính trọng của mọi người xung quanh. Đồng thời, tình hình kinh tế khó khăn trước mắt cũng đã được giải quyết. Họ có thể thông qua những đồng lương kiếm được bằng công sức lao động của mình để cải thiện cuộc sống. Không chỉ không phải lo đến chuyện ăn mặc, mà thậm chí còn tích lũy để thực hiện những mục tiêu trước đó của mình, ví dụ như mua nhà hoặc mua xe. Con giáp tuổi Dần đổi vận vào những tháng cuối năm 2020, vậy nên hãy cố gắng bởi tương lai tươi sáng đang ở ngay trước mặt bạn. Tuổi Mùi. Khoảng thời gian trước đây, người tuổi Mùi không được như ý muốn, khiến bản mệnh luôn ở vào trạng thái căng thẳng. Ví dụ như trong công việc có người cản trở hoặc có những chuyện thiếu công bằng xảy ra khiến họ chẳng thể nào thể hiện được tài năng vốn có. Song, nửa cuối năm 2020, đây chính là thời điểm để họ cải thiện tình trạng trên. Con giáp này có thể nhận được phần thưởng xứng đáng nhờ có tài năng và sự nỗ lực. Đặc biệt, khoảng tháng 8, tháng 9, họ còn nhận được sự giúp đỡ của quý nhân khiến tiền vào như nước, thậm chí còn có cơ hội thăng chức, tăng lương hoặc được giới thiệu cho người như ý. Khoảng thời gian cuối năm của tuổi Mùi chắc chắn sẽ khiến bản mệnh cảm thấy cực kỳ hài lòng bởi những cố gắng đã được đền đáp. Quý vị thân mến, xin chúc mừng nếu bạn là một trong những con giáp may mắn trong nửa cuối năm 2020. Sau những tháng ngày khó khăn, làm việc và cố gắng không ngừng nghỉ thì cuối cùng cũng nhận được một phần thưởng xứng đáng với công sức đã bỏ ra và phần thưởng trực quan ấy chính là tiền bạc. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được nhiều thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ qua bất kỳ video nào. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.